giờ sẽ có một trận chiến đấu ngay trên sân khấu này để giải Rubik. Vâng, bây giờ chị Hằng đã có chuẩn bị sẵn. Ai cũng chưa biết đâu ra là chị Hằng. Chị Hằng biến ra. Ai ủng hộ cho Chớp Chớp tay đây? Chớp Chớp on the mic, let's go. Ai ủng hộ cho Tám Tuốt giơ tay? Hằng sẽ theo phe của Tám Tuốt nha. Tôi rất là tin tưởng vào Tám Tuốt nha. Anh em đáp từ, tôi về với nhau. Chớp Chớp on the mic. Con dạ, tôi là tôi. Tin con, trường học tin con, quê hương tin con, hàng xóm tin con. Đúng, tin quá có áp lực. Chuẩn bị nè. Coi tụi con nhanh được trong bao lâu. Đáng lên chị Tám, em tin chị Tám lẹ chị Tám. Còn 5 giây nữa. Mình lắc vậy là mình ảnh hưởng. Ôi sắp xong rồi kìa. Ôi gần xong rồi kìa, 2 tuần rồi. Đáng lên, ủa nãy chú tin con quá trời mà. Chú tin con là sắp được rồi, sắp được rồi. Trời, rubber chip tắc à. Đáng lên con. Không, Tám tuốt đáng lên. Cố lên, cố lên. Chị cuộc tại đây. 3, thành công rồi. Phẩm của mình lên nào. Này thì lo chúc mừng Tám Tuốt đã giành chiến thắng. Chú ơi, con nói nãy rồi, chú đừng có tin con quá. Giờ quê quá chú ơi, giờ con biết trốn đi đâu luôn á. Quê quá chú ơi, giờ con biết trốn đi đâu luôn á. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Hình phạt dành cho người thua cuộc. Ủa, là phải mua sữa cuôn miễn phí suốt một tháng dành cho người thắng, nghe chưa? Yeah. Ăn sữa cuôn cho con Chi nghe không? Dạ. Hôm nay là một trận thua tâm phục khẩu phục à. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một trò chơi nho nhỏ để chứng tỏ rằng là những thành viên của gia đình Cool siêu phàm đều rất là tài năng.